chào mọi người nha. Cùng quay trở lại với kênh Săn Bắt Mưu Sinh, nơi mà mọi người và toàn thể anh em thợ chim chúng ta có thể học hỏi, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm săn bắt thực tế, cũng như là nơi anh em chúng ta giao lưu tiếng chim nha anh em. Nãy giờ đang đi thử mấy cái bờ này coi thì có dấu cò cuốc không. Chịu quýnh cò cuốc, lưới giăng rồi nha mọi người, lên lưới rồi. Đây, mọi người ai gần đây là nhìn thấy cái mấy cái trụ quay có điện gió, mấy cái quạt này là biết ở đâu rồi ha. Gà tới bãi giăng lưới nghe con gà nó kêu, gà nền. Biết ở đây có ai quýnh chưa mà có gà nền không chứ. Anh ba tiếp tục đi theo nha mọi người. Chào khán giả cái coi. Tiếng gà sao kỳ kỳ. Hình như nó hơi già quá nãy chỉnh. Kê nằm tớm như trời. Nói chung là con gà này cũng hơi khó quýnh nha mọi người. Để cô quýnh tối cỡ 7 giờ 7 giờ mấy mình tắt cò cuốc, quýnh chừng nửa tiếng đồng hồ đó, rồi mình sang trăng cả 8 giờ mình quýnh, bắt đầu quýnh chích. Cò cuốc đây có bộ ít không nhiều đâu. Cò cuốc đây có bộ ít không nhiều đâu. Mấy cái đường này không có dấu hết trơn, có là nó đi. Kìa con gà bay rồi kìa. Sao lưng con gà kìa. Mọi người thấy không? Đó, đó con gà kìa. Con gà quá trời bự rồi. Mọi người thấy không? Chá nắng quá mọi người. Con gà mộng, con gà cầu, trời trời kìa. Vậy là 2-3 con luôn, không phải một con đâu. Vậy là tối nay mình mất công quýnh gà nữa đó. Biết mọi người có thấy không, con gà bay vậy đó. Nãy nó kêu đây con là nó chưa có lên con này. Sao nó đảo thì xa dữ ta. Sao nó né lưới em dữ vậy trời. Ok mọi người, bây giờ là hiện tại thấy trước mặt là một con gà trống nha. Con gà cồ. Tối quýnh được hay không thì cái đó mình để coi. Đấy nha mọi người, bay con đó kìa. Anh ba mình đang gửi con đầu tiên nha. Nó đang bay bên kia anh con, chuẩn bị về nè. Về giật cho mọi người xem. Khôn vậy, nhìn thấy lưới gì. Con thứ hai, con nãy gì nó đảo ở đây ít cò cuốc rồi, nhiều nãy giờ đâm dữ lắm rồi. Ok, hai con anh nha mọi người. Mọi người cùng theo dõi nha. Đứng nhìn ngơ ngác luôn trời. Con thứ ba nha mọi người. Chắc là con cò cuốc thôi. Chút xíu quýnh gà mới hấp dẫn nha mọi người. Cùng theo dõi nha.
nó đi ngay cái đường trống này nè, mình cũng canh rồi, tính mình canh từ đây qua bên này nha mọi người, nhưng mà đây nó cao cũng không đẹp, có cốt rồi mình lựa ngay cái đường thẳng mà có chỏi á. Anh ba mình chị nói là nó bay lại nè. Kiếm cái đường thẳng, mình kiếm chỗ nào có hõm, hõm hai bên bờ kinh nó hõm xuống là mình giao ngay đó, khả năng nó đi cái đường thấp đó, đi mạnh ngay đường thấp đó. Ok nha mọi người, con thứ ba khi nào dính con thứ tư thứ năm gì đó sẽ quay cho mọi người cùng trải nghiệm nha. Ok con thứ năm nhanh lên dãy rồi đó. Con gà vẫn kêu lóc cốc kệ nó mọi người, quýnh con cốt trước đã. Con cốt thì nó chắc hơn, con gà chút xíu mình tính nó sao nha mọi người. Ok con thứ năm nha. Con thứ sáu nha mọi người, giờ bắt con thứ năm chưa xong, con thứ sáu đâm luôn nha mọi người. Đó, dãy kìa. Đó. Ok nha mọi người, quá đã. Anh ba mình chạy không kịp luôn mọi người. Con thứ tám nha mọi người. Trời nó bự bự quá mọi người. Con thứ tám nha, để gửi chim nha, chim đang đâm nha mọi người. Ok. Ok mọi người, con chích đầu tiên, con gà không thấy luôn, thấy con chích trước. Gì đâu trời, con gà mất tiêu luôn rồi, trốn luôn rồi. Đâm ngay người ngủ luôn rồi. Ở đây nè. Đứt rồi đó, bắt bên kia rồi. Đứt lưới luôn rồi. Con gà sao chịu nổi trời. Sáng con gà này quýnh nó lên, giờ này tối hụ quýnh hết lên, nhát. Hết dám bay cái lùm quá. Cả nó ra bên đây luôn nè. Trời ơi trời. Chích mộng, chích mái. Gách lưới luôn rồi kìa. Trời ơi, nó mổ. Ok mọi người, con chích đầu tiên nha. 8 giờ. Ok nha mọi người, con chích đầu tiên nha. Quá đã. Thấy bay lợi nha, gầm tưởng con gà tưởng đâu chích đi giờ này. Giờ này chích đi luôn rồi. Ok, cắt nha mọi người, khi nào dính con thứ 2, thứ 3, thứ 4 gì đó thì sẽ quay cho mọi người cùng trải nghiệm nha. Ok. Máy chích, máy gà. Ngồi ngay đó, canh giật lưới. Con chích thứ 2 đang sửa phai trong túi luôn nè mọi người. Đang chuyển phai mà sao nó lộn con gà xó không có được, phai gà xó không được. Con mới phai chích nữa, nó lộn con gà quýnh không được, cái phai mình quýnh không được. Ok nha mọi người, để gửi chim nha. Con chích thứ 2 nó đi 4 con, nó mới rớt 2 con mọi người. Phai nó không đủ phê, mình chuyển thêm phai nữa nha. Mọi mê đánh con gà xém thất thu luôn mọi người. Con gà thì chịu không có nổi luôn. Mới giờ đóng lại luôn. Đóng không dính. Ngay lỗ gách luôn. Đứa sợ 18 đứa cũ mà nó chịu không có nổi nha mọi người. Đưa vô cái gách luôn. Mới chạy gượt, giò ướt nhẹp luôn mọi người. Uổng quá trời. Không biết con nào còn con nào dám lại. Quýnh đợi tới sáng luôn. Ghét là quýnh còn cố quýnh lo chép luôn mọi người. Ở cái lo này mình quýnh gà nè. Uổng quá trời, con gà trống cho bá. Chết rồi. Mẹ mày quýnh từ hôm giờ tới giờ này nó mới chịu đâm. Ok nha mọi người, bây giờ thì dọn lưới về thôi, con gà trống nó sảy rồi. Thì bây giờ dọn lưới về, khi nào tới nhà tổng kết thành quả cho mọi người xem nha mọi người. Ok nha. Ok mọi người, giờ đây là thành quả cá đêm nha. Cá đêm thì được 7 con chích. Giờ 13 con cò cút nha mọi người. Thức sáng đêm thì cũng được tầm này thôi mọi người ơi. Được có 5 con chích già.
hai con chích tơ, đó là con chích móc nha mọi người. Ok, hẹn mọi người những video tiếp theo. Thì mọi người yêu quý và đồng cảm với kênh thì hãy đăng ký kênh cũng như là nhấn like và nhấn quả chuông nha mọi người để nhận được thông báo mỗi khi có video mới nha mọi người. Ok, và bây giờ thì xin chào mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành kênh rất nhiều. Một tịch mùi tịch nhé.